Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục hai anh em mình lại xuống khu vực Đầm Nại nha cả nhà. Quay bắt cua để cả nhà mình xem. Đây, hai anh em mình sẽ đi vô những khu vực đây để bắt. Mời cả nhà theo chân hai anh em mình nha. Đây nha cả nhà. Hai anh em mình tới đây. Như một cái hang này cả nhà. Này là hang cũ nha nha. Hang cũ có cái dấu mới nè, đào ở miền sạch lắm. Thọc thử em. Mày có cái lột nữa nha. Ra chưa? Một cua đực nha cả nhà. Còn cua cái lột mình móc lên cái vỏ nó trên đó rồi nha cả nhà. Đây, móc luôn. Để đi. Thấy một tay ra. Đây cả nhà. Cua cặp nha cả nhà. Đây cua cái. Vừa mới lột luôn. Hai con đầu tiên nha cả nhà. Hai con. Đây nha cả nhà, hai anh em mình tới đây, khi một hang này. Hang này hang cũ nè, dấu chân nè, nó vô cái miệng hang nó đào sạch lắm cả nhà. Thập tử nha. Có nhìn con chó ấy có đùng đùng à, thấy cho chừng to lắm á. Được được không? Đục có nha cả nhà. Bự chứ không hồn học xuống cái đụng hang đang cạn.
to nha cả nhà. Máy ra lẹn luôn, vàng trái luôn. Ồ, cái này nó không có màu vàng, nó chắc quá, nó chuyển qua màu đỏ luôn rồi cả nhà. Đây, siêu to luôn nha cả nhà. Nó chắc quá, này này chừng vài ngày nữa lột rồi. Này, đây nha cả nhà. Hai anh em mình tới đây phát hiện một cái hang, hang cũ mà nó có dấu đào lên nè cả nhà. Này, này giúp xin đào này quá trời cả nhà. Rồi, mình bắt thử thử. Hàng này chừng nhỏ dễ hay cứu. Nó bò lên đó nè. Có nha, có nha đây. Cứ thập tập đây đây, kéo bên đó. Trọng cùng. Cứ thập thập xíu. Nó bò lên đó nè. Cua cả nhà, cua chắc cứng vàng khì luôn đây cả nhà. Rồi hàng cũng khá là dễ bắt đây nha cả nhà. Anh em tới đây thì một cái hàng cả nhà, cái dấu chân này cả nhà, cái chân nó bò này, chân nó bò vô tứ ta. Nằm trên nóc cả nhà. Chỗ nào? Nó cũng phải sâu. Tiếp tục nó cả nhà. Hàng nó sâu. Nó đang niệm. Vô còn cái nửa nắm tay à. Nên hàng này vô trong này nó xuống. Hai lạng mừng rồi. Mày cái đố ra, cái đố. Hàng này con chứ được con. Con lạng không tắt lạng nữa. Rồi chắc chắc rồi. Đạo này chắc rồi. Có thể không? Có thể không? Đấy đúng không? Để nó bỏ nó lại đâu? Mini on.
Trắng à? Lên nha cả nhà. Được mà. Được. Rồi, quay luôn tay. Một con nữa nha. Theo này có cái hang nữa tay. Số cái càng. Nè. Nó hơn nó sức càng luôn. Rồi, mình đi cái hang thử cái này nữa tay. Một con ăn cả nhà. Một con bên cái hang kia đâu. Bên này thích hang bên này nè. Tưởng tay. Con này cũng cốm luôn tay à. Con này nó bị nó lột luôn rồi. Trời, uống cốm không? Con này cốm rồi, nó lột luôn rồi. Cốm. Để lột đây nha cả nhà. Anh em tới đây phát hiện một cái hang nữa cả nhà. Chuẩn bị về. Giấu đào chuẩn bị dời rồi mà giấu đào vô cả nhà. Không cả hang. Một hang này. Mới đào ra luôn cả nhà. Rồi. Đây cả nhà. Đây cái móc móc móc. Nằm cạn không cả nhà. Dạng xe lên ta, xe lên. Sầu lắm á, mà cạn nào. Đầu ra mà mới gỡ ra cái thấy. Sình nữa chứ. Đúng không? Đúng không nha cả nhà? To vô gì nha, thứ hang to mà. Được rồi, có gặp không? Lên cái nhà. Thập thập này tới con này vô đó tại hết rồi. Lên cái nhà, một con rồi nha cái nhà. Một con cái nhà. Thôi nè. Dạ đây cả nhà. Đây là thành quả của hai anh em mình đây cả nhà. Bắt cua cũng hơi ít nha cả nhà. Được 5 con cua chắc lại con cua cốm nha cả nhà. Giờ cũng đã trễ rồi cả nhà. Đây. Trời nó cũng xuống núi luôn rồi. Giờ hai anh em mình sẽ về. Hẹn cả nhà vào những clip lần sau nha cả nhà. Cả nhà thương cho hai anh em mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà.